Chào mọi người đã trở lại kênh lý luận của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một dòng sản phẩm của tinh dầu của Daily Fresh. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu từ Thái Lan thông qua nhà phân phối Earth Thái Lan và được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam thông qua Earth Collection Việt Nam. Đây là dòng sản phẩm bán rất là chạy và được người tiêu dùng rất là tin tưởng nhiều năm liền. Đây là loan tỏa mùi hương dễ chịu, nhất là khi chúng ta làm việc cái căng thẳng đó, sau một ngày rất là mệt mỏi thì chúng ta khi về nhà chúng ta lại xài cái này đó, nghe nó là tỏa mùi hương, tạo cảm giác đưa chúng ta đi sâu vào giấc ngủ hơn, rất là dễ chịu và sau một ngày căng thẳng mệt nhọc. Đây là cái dòng sản phẩm này thì nó có tinh dầu này, chúng ta không cần xài trực tiếp, chúng ta không cần xông thông qua cái máy xông hơi. Thường thường tinh dầu á, thì có máy xông, nhưng mà ở đây thì chúng ta không cần. Đây là hàng đặc biệt ở chỗ là xài trực tiếp luôn. Đây là những cái nguyên liệu á, được làm từ nguyên liệu tự nhiên, không có chất bảo quản, và cái thời hạn nó là ở trên bao bì, đây là thời hạn kể từ ngày đánh thức á, được 3 năm, nên các bạn cứ yên tâm mà xài và mua về. Mặt hàng này được bán rất nhiều trong các tạp hóa, những cái chợ hoặc là những cái siêu thị, nên người tiêu dùng có thể là mua bất cứ ở chỗ nào, và mặt hàng này không khá xa lạ gì đối với người tiêu dùng nữa. Nhiều năm liền là nhiều người được bình chọn là hàng này rất là tin tưởng, như là họ rất cảm thấy khi họ xài rồi đó, khi mà xài qua rồi đó, họ cảm giác chắc là rất là cái mùi hương của họ đó, họ xài hoài luôn, có thể là xài một lần xong họ có thể ghé lại mua lần thứ hai và xài nữa, nên dòng sản phẩm này bán rất là chạy, các bạn cứ yên tâm mà xài. Đây là có bốn mùi đặc trưng, đây là mùi biển xanh, đây là mùi biển xanh, còn đây là mùi sakura, sakura là hoa của sakura, hoa anh đào các bạn, còn đây là mùi cam, tinh dầu cam loan tỏa mùi hương, còn đây là cái mùi lavender, hoa ải hương, chiết xuất từ hoa ải hương, cảm giác rất là thanh khiết nồng nàn và cảm giác quyến rũ khi chúng ta mà cục tiền, có thể là thiết kế, nó thiết kế nhất là hình quả trứng, hình cổ điển, nhưng mà đầy chứ không dám chắc voi sang trọng, bạn thấy không? Thì có thể chúng ta để được ở trong tựa, có thể là phòng ngủ nè, nhà bếp nè, hoặc là phòng tiếp tân nè, hoặc những phòng làm việc nè, rồi nhà vệ sinh nè, hoặc là xe hơi, hoặc là tủ quần áo, thì chúng ta có thể là để được tất cả. Nó có cái chân để, em có cái chân để rất là đẹp. Nhìn thì nhìn sơ qua thì giống như là một cái đồ chơi, món đồ chơi vậy đó, nhưng mà thực chất là nó rất là thiết kế, rất là cổ điển, nhưng mà chắc mình không kém phần sang trọng. Sau khi mình đã giới thiệu sơ qua cái phần mà là cái phần tinh dầu đó, thì mình sẽ cách thứ hai là mình sẽ các bạn sẽ hướng dẫn các bạn cách xài, cách mở bao bì và xài làm sao. Có nhiều người thì không biết, nhìn sơ qua đấy không biết cái này là cái thế nào, nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là xài tinh dầu của hàng nhập khẩu Thái Lan. Đây là hàng nhập khẩu 100%, nên không có lo lắng gì vấn đề mà chất lượng cả. Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xài tinh dầu các bạn. Đây là tinh dầu, cục tinh dầu chưa có xé tem các bạn, chưa có xé tem. Đây có để hướng dẫn các bạn nè, sau lưng có để hướng dẫn và tất cả đều có chữ Thái Lan, tất cả đều chữ Thái Lan. Đây là hàng nhập khẩu Thái Lan nên các bạn cứ yên tâm, hàng chữ Thái Lan. Ở sau nó có hướng dẫn cách xài nè, cách này còn là chữ Thái Lan không à. Thì mình sẽ xé tem, và hướng dẫn các bạn cách xài sao, cách mở sử dụng sao. Bây giờ này, đây là một cái quả trứng chưa có xài, quả trứng chưa có xài. Mình sẽ xé tem nha. Đây là cái xé tem rồi, đây là cái gục mình đã xé tem rồi. Khi mình đã xé phần dưới xong rồi đó, phần trên vẫn còn cái bao bì vẫn còn, phần dưới mình đã xé rồi. Mình sẽ mở cho các bạn, mở cho các bạn xem nha. Sau khi xé tem dưới rồi mình sẽ mở lên. Đây mở lên, nó sẽ có hai phần. Đây là cái miếng mót, cái miếng mót này có tác dụng là khi mà cái nước này nè, mình sẽ mở cái nắp và da, lát mình sẽ mở nắp và da, mình sẽ cái miếng mót này sẽ thấm, nó thấm qua cái miếng mót, thấm qua nó nhiễu vô đây nè, nó nhiễu vô đây, thì khi mà nhiễu vô đây cái mùi hương nè, cái nước này sẽ lan tỏa mùi hương giống như dầu thơm gì đó, khi chúng ta xài dầu thơm gì đó hoặc là xịt phòng như tựa gì đó, nó sẽ lan tỏa mùi hương ra khắp phòng cho chúng ta cảm giác là cái mùi hương đó là dễ chịu cái nào. Bây giờ mình sẽ xẻ ra cái miếng mót rồi mình sẽ để dưới đây. Còn đây bây giờ mình sẽ mở cái miếng này ra nha. Lật ngược lên cho sẽ mở nắp ra. Đây, đây là mình mở nắp ra các bạn. Mở nắp ra.
nó có ở đây nó có một cái mót nhỏ nè, cái miếng mót nhỏ này không, các bạn thấy không, cái mót nhỏ nước chảy nè, xung quanh nước chảy. Bây giờ mình sẽ nhấn cái mở nắp ra rồi mình sẽ nhấn này xuống, cái mót này sẽ làm cho nước chảy thấm qua đây đó, thấm qua đây. Nhịp xuống nè các bạn, hay nhịp đúng không, nhịp xuống đó, nhịp xuống đang nhịp mình dầu gọt các bạn. Rồi mình sẽ để vô nhấn vô đây, nó thông qua cái mót này thì như cái mót này đè xuống. Bây giờ mình đã xài, mình đã làm xong cái phần là bóc tem sử dụng. Bây giờ mình muốn cho nó sử dụng, là muốn cho nó tiết kiệm hơn á. Bây giờ mình chỉ các bạn cái sạc tiết kiệm nào, bây giờ sẽ xây, khi mà nước nó nhiễu lên nhiều quá mình sẽ xây, nhấn mạnh vô xây như nè, xây chừng nào mà nước cảm thấy mà cái lượng nước nó thông qua đây nè ít đi á, thì điều khiển này mình sẽ điều khiển rất nhiều anh em, do điều khiển này nè mình xây, mình càng xiết vô, mình càng xiết như nè thì cái lượng nước nó sẽ nhiễu xuống, nó sẽ ít hơn. Mà chúng ta để gì thôi, khi mà nước nó nhiễu xuống miếng mót này, thông qua những miếng mót này nè sẽ làm tổng mùi hương. Đây là cái cách xài, mình mở bao bì xài, hướng dẫn các bạn cách xài xong sau khi đã bóc tem sử dụng. Và chỉ việc sau khi bóc tem xong là chỉ việc để ở những cái phong nơi cần thiết mình để vậy thôi, rất đơn giản, không có gì khó khăn. Sau khi nếu những các bạn xài cách mở rộng mở bao bì xài tinh dầu như thế nào thì mình đã chỉ các bạn xong, thì mình sẽ nhắc lại lần nữa, đây là hàng nhập khẩu từ Thái Lan nên các bạn cứ yên tâm mà xài. Thứ nhất, cái thứ hai là hàng này là hàng những cái tinh dầu chiết xuất từ những hoa cỏ tự nhiên, không có chất bảo quản, và thời hạn sử dụng là 3 năm thì các bạn có thể mà xài rất là lâu, không có để là hết hạn được, rất là lâu. Và khi mà chúng ta là mua về chúng ta xài, không đặc biệt ở chỗ là không xài trực tiếp, không thông qua cái máy xông hơi. Thường tinh dầu á, thường có máy xông hơi, nhưng mà đây là đặc biệt là không có máy xông, không qua xông, xài trực tiếp luôn, loan tỏa mùi hương rất là dễ chịu, nồng nàn, gây cảm giác rất là hương thơm ngay ngất. Thì các bạn có thể mua ở những cái nơi mình giới thiệu sơ qua hồi nãy đó, những cái khách sạn nè, đây là những cái tạp hóa nè, những cái siêu thị nè, những cái chợ nè, đó là người ta bán rất là nhiều sản phẩm này, nên không có thể khó gì mà các bạn có thể là khó gì mà kiếm để mua những cái sản phẩm này. Thì mình đã giới thiệu sơ qua những cái phần sơ qua những cái dòng sản phẩm này của Daily First, đây là hàng nhập khẩu, nên các bạn có thể mua cho mình một cái cục đó để mà gia đình cùng xài. Và khi mà chúng ta mà nếu chúng ta trường hợp hồi nãy là tiết kiệm đó, bây giờ chúng ta này nè, đây là cái cục hồi nãy mình đã mở được không, bây giờ mình chỉ các bạn cách xài tiết kiệm. Nếu chúng ta muốn xài tiết kiệm hơn á, đây cái cục hồi nãy mình đã xé tem, mình đã xài, chỉ các bạn xài. Đây là miếng mốt và cái cục này đã xé tem hồi nãy, đúng không? Nếu mà các bạn mà gia đình các bạn mà có đi đâu á, ra ngoài hoặc là bạn bè đi du lịch hai ba ngày mới về đó, thì chúng ta có thể lấy cái nắp này đậy lại như thường, đậy lại, chặn lại, chặn cứng lại và chúng ta để lại bình thường, là cái lượng nước nó sẽ không thoát ra được, là chúng ta vẫn có thể tiết kiệm được cái phần nào bao ngày đó. Thì cái cục tinh dầu này có thể xài hơn một tháng, một sáu tuần, để xài được 6 tuần nên rất là lâu. Giá thì cũng bình quân từ dao động, có thể dao động biến đổi do thị trường thôi, biến như thị trường biến động thế nào thì giá cả nó leo thang cỡ đó. Càng ngày thì giá cả có thể là nó lên cao hơn do là vấn đề mà thế má hoặc là vấn đề biến động của thị trường, nên giá cả có thể leo thang tùy theo mức độ từng năm từng tháng. Và đây mình giới thiệu xong một dòng sản phẩm của Daily Pet, đây là tinh dầu nhập khẩu Thái Lan, và cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha.